Xin chào các bác. Hôm nay trời lạnh lắm, bắt đầu đông trời lạnh lắm. Đây, tôi có mua một ít thịt ba chỉ đây này các bác. Nhìn ngon không? Tôi kiếm cái rổ đây nhé. Mua được một ít thịt ba chỉ cân ngắn này, các bác nhìn này, quá ngon này. Này tôi làm món luộc này. Nhà chết này là món luộc này. Ăn cơm các bác. Nhưng mà tôi không phải là tôi luộc vẫn nước vào đây này. Cái gì đó các bác biết không? Mắm, ông tơi, ông tà. Hôm nay tôi sẽ làm món thịt luộc nước mắm. Chết chắc luộc món này ăn lẫn cơm này. Khỏi nghĩ. Và bây giờ để tôi đi rửa thịt xong rồi vào, bắt đầu tôi đem đi luộc các bác nhé. Cái thịt xong rồi đây này các bác. Mắm cũng chuẩn bị rồi. Thì tôi rửa lại, rửa sạch, làm lại cà vi. Bây giờ tôi sẽ đi đun. Các bác chờ đợi xem kết quả xem có ngon không. Đây, tôi có một chuẩn bị một cái nồi đây rồi. Bây giờ tôi sẽ đi luộc thịt, và đây là thịt. Tôi sẽ đi luộc cái thịt này lẫn mắm. Đây, hôm nãy tôi cũng có chuẩn bị một ít gừng này các bác. Cho vào cho nó có mùi thơm. Các bác nào đã đun cái món này chưa thì các bác hãy comment để cho tôi biết xem ăn cái món này có ngon các bác nhé. Đây là lần đầu tiên tôi đun cái món này. Này trời lạnh, xe lạnh. Thì đun cái món này không biết là ăn lẫn cơm thì có ngon không. Rét đậm lạnh lắm các bác ạ. Đây, mắm đây. Giờ tôi cho vào này. Hy vọng sẽ ăn được. Không nên mặn quá. Đây, tôi đổ ngập thịt. Hy vọng là ngon đấy các bác. Đây, tôi sẽ quay cận cảnh cho các bác xem này. Các bác nhìn này. Ngập hết thịt rồi, cái mắm ngập hết thịt rồi này. Trời, nhìn cái màu nước này. Như màu của Coca ấy. Thịt thì rất là ngon. Đun ăn mắm này tôi không biết có ăn được không các bác. Bây giờ tôi đi bật bếp để đun này các bác. Cho mấy lát gừng vào mùi thơm. Đây. Tôi lấy vùng tôi sẽ đại đại và luộc. Chờ chín thì sẽ biết được kết quả nó như thế nào, ngon hay không ngon đấy các bác nhé. Các bác hãy chờ đợi cùng với tôi nhé. Tôi đã đun được một lúc rồi các bác. Thịt đã sôi rồi. Bây giờ tôi sẽ lọt lại. Không biết ăn nó dữ. Mắm, thịt này nó cũng không bị chuyển cái màu của mắm rồi các bác. Vẫn màu trắng. Bắt đầu mùi thơm của gừng. Vẫn mùi thơm rồi đấy. Tôi đã luộc sụp xuống một chút lâu rồi các bác. Trước miếng thịt này nó to quá. Nó bị đói lên hết rồi. Nó bị nổ lên hết rồi, tôi không ngỡ được, tôi phải cho xuống cái này này các bác. Thịt vẫn trắng này các bác nhìn này. Không có màu gì của nước mắm này. Nước thì nó đang bắt đầu nó chuyển sang cái màu gì, màu đục ấy. Còn màu đỏ tươi như của nguyên của cái nước mắm này. Thịt cũng đã chắc đã chín rồi đó. Tôi sẽ đun thêm một lát nữa, xong thì rồi tôi sẽ tắt bếp và mang ra ăn thử cho các bác xem có ngon. Hy vọng là nó sẽ ngon và ăn được.
tôi kiểm tra lại lần cuối thôi. Tôi đun lâu lắm rồi các bác, chắc là thịt chín rồi đấy. Tôi tắt vào bếp đây, làm sôi này. Giờ tôi sẽ lấy một cái đĩa chuẩn bị đây, thì tôi sẽ vứt cái thịt này ra, xong tôi đi ăn thử xem có ngon không các bác nhé. Đây các bác, thịt đã đun xong rồi đây. Tôi bây giờ tôi mang ra tôi ăn thử xem có ngon các bác nhé. Đây, cái thịt tôi đã luộc xong rồi đây các bác. Các bác nhìn này, có ngon không? Nó hấp dẫn. Đây, cái thịt này. Nhìn trước mắt là nhìn đánh giá vào cái mắt thường tôi nhìn vào ấy, thì cái thịt này nó vẫn giữ nguyên được cái màu sắc như mình luộc bằng nước, không có cái màu thậm của nước mắm đâu các bác. Vẫn trắng như thế đây này. Và thật gần các bác nhìn này. Các bác nhìn này. Không có cái màu gì để chuyển thành của nước mắm. Và bây giờ tôi sẽ ăn thử một miếng các bác nhé. Đây. Tôi cũng còn chuẩn bị cả một cốc nước ở đây các bác. Tôi ăn thử một miếng nhé. Đây là gừng đây này các bác, đây là gừng nhé. Đây là thịt này các bác. Thịt vẫn bốc khói rồi. Mời các bác miếng thịt này nhé. Mời các bác này. Phải uống nước lại bác. Tôi đang thử một miếng thịt rồi. Tôi sẽ mà cho các bác biết cái thịt thì nó như thế nào nhé. Nó cũng có mặn nhưng nó không, vẫn có thể ăn được các bác ạ. Chứ không phải là mặn chát của nước mắm đâu. Vẫn ăn được, nó như cái miếng thịt mình rang lẫn mắm đấy các bác, chứ không phải là nó mặn chát đâu. Tôi vì tôi có cho gừng nữa thì ăn nó thơm, thơm lắm. Tôi đun sủi lâu thì miếng thịt nó mềm, ăn cũng ngon. Nói chung là cái món này thì ăn cơm rất là hợp các bác. Ăn cơm thì ngon, ăn cơm thì ngon, không phải chấm đâu các bác. Ăn cơm thì ngon lắm, nhưng mà ngồi ăn vã thế này thì ăn không này thì cũng có mặn một chút vì luộc bằng nước mắm mà các bác. Thì các bác về các bác thử luộc như của tôi này xem, có thể các bác ăn những cái món rang lẫn mắm có khi các bác chán, hoặc là luộc lẫn nước chán. Các bác có thể đun như kiểu này cũng được. Nó vừa là luộc mà cũng vừa là rang. Nếu rang ấy, thì miếng thịt cho vào thì nó có bị, có khả năng nó sẽ bị khô. Bị khô và bị sơ miếng thịt, xác miếng thịt hơn đấy. Thì các bác luộc cái này này thì nó vừa đặn này, mà miếng thịt nó vẫn giữ được cái độ ngọt của cái miếng thịt. Vì khi ta rang thì ta sẽ phải thái nhỏ ra, thì miếng thịt nó sẽ, khi mình rang thì nó sẽ bị sơ xác mất miếng thịt, nó sẽ không còn giữ nguyên ngọt của miếng thịt. Nhưng ta luộc cái này thì nó cũng có, cũng đậm, cũng mặn như thịt rang. Thế nhưng mà ở trong cái miếng thịt này các bác đây này, nó vẫn còn tươi thế này mà. Đấy, các bác nhìn này, nó vẫn còn giữ nguyên được cái độ ngọt của miếng thịt. Ngon đấy. Nói món này mà ăn cơm những cái ngày lạnh rét của mùa đông này thì tôi khẳng định với các bác là ăn ngon, ăn ngon. Các bác hãy về, các bác hãy làm thử món này cho người thân của các bác ăn xem có ngon. Theo tôi thì là ngon, theo tôi đánh giá thì là ngon. Thôi, tôi cũng xin kết thúc cái video ở đây. Các bác xem video nếu thấy hay, các bác hãy đăng ký, like, chia sẻ
và comment để ủng hộ cho kênh nhé. Một lần nữa xin chào các bác, chúc các bác ngon miệng.